Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh lấy chủ đề về tình mẹ. Và câu chuyện thực sự hết sức cảm động và đôi khi có những cảm xúc vô cùng căm phẫn đến tột cùng. Câu chuyện được diễn ra như thế nào với những cảm xúc ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hà Nội về đêm làm cho người ta ít nhiều có những ký ức mông lung gợi nhớ. Những tiếng giao đêm như sói vào lòng người. Xe mì gõ nơi góc đường bốc hơi nghi ngút tỏa hương thơm cả một quãng phố dài. Tiếng gõ lóc cóc của thằng bé bán mì vang đi khắp xóm. Tiếng gõ nhịp vang lên trong từng con hẻm như một tiếng rao đêm nhẹ nhàng mà xa diết. Khi mọi người đã say trong giấc ngủ, thì có ai còn thao thức bởi những con người này không? Hà Nội về đêm vẫn còn ẩn chứa biết bao điều. Ngồi trên căn gác xép, người Hà Nội đêm đêm lại nghe văng vẳng đâu đó một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng rào đêm, tiếng chổi của những người quét rác, tiếng bước chân người qua lại, tiếng gõ phát ra từ những xe hủ tiếu mì. Những âm thanh ấy ngày càng nhỏ dần và rơi vào khoảng không vô tận, hun hút của màn đêm. Đêm càng khuya, tiếng rào càng nhỏ, nhưng lại vang xa ngân dài từ đầu phố đến cuối phố, nhẫn nại và chậm chạp. Tiếng rào nối những con phố dài vắng lặng hun hút ánh đèn, làm cho đêm như sâu hơn. Tiếng rào đêm lanh lảnh của ai kia văng vẳng vọng về. Bên ngoài kia còn biết bao người lam lũ vất vả. Thành phố phồn hoa có những đổi thay xa lạ với chính nó. Điều này quá hiển nhiên, như bây giờ ít được nghe tiếng rào đêm của người bán ăn khuya, vì ở ngã tư kia giờ đã có hàng quán sáng ánh điện suốt đêm. Ký ức thỉnh thoảng vẫn vọng lại tiếng rao đêm, ánh đèn dầu. Hoa quả trái cây ngon mát, bổ rẻ nào bà con ơi? Ai hoa quả trái cây ngon mát, bổ rẻ nào? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Dừng lại mua ký trái cây, ăn vào mát bổ lại ngất ngây tấm lòng. Cụ nào mắt đỏ hồng hồng, ăn ký cam quýt nó lại hồng má thêm. Cụ nào mắt mũi kèm nhèm, ăn thêm ký mận mắt sáng hơn đèn ô tô. Tiếng rào lạnh lót vẫn liên tục phát ra từ tiếng loa thu thanh đã chóc hết nước sơn. Chị nào vừa xấu vừa hô, ăn ký hồng chín thắm tô duyên nồng. Cô nào còn ế chưa chồng, mua khoai lang nhé má hồng thắm tươi. Hoa quả trái cây ngon mát, bổ rẻ nào bà con ơi? Ai hoa quả trái cây ngon mát, bổ rẻ nào? Bà Linh chán nản ngồi bạc mặt giữa màn mưa phùn những ngày cuối năm của tiết trời Hà Nội. Từ sáng tới giờ chưa có mống khách nào ghé mua lấy cân trái cây ở cái sạp sập xệ này. Ngồi đần mặt nghĩ về số tiền học sắp tới cần đóng cho hai đứa con, mà trong lòng bà hoang mang lắm. Bà Linh kéo cao chiếc áo khoác to bản, vài chỗ đã lòi cả bông, thấm đẫm nước mưa để che đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Đôi môi lạnh tím tái khẽ run lên cầm cập. Thời tiết này chẳng mấy ai dạy gì mà mò ra đường. Vậy mà 5 giờ sáng bà Linh đã bày hàng, chỉ với nắm xôi 5.000 nhét vào bụng cho có lẹ. Bà ngồi co ro hơn 12 tiếng đồng hồ, chỉ mong kiếm thêm đồng ra đồng vào mà trang trải thêm. 10 năm về trước, bà Linh nên duyên và về làm dâu nhà ông Nam. Hai vợ chồng ở với nhau được độ ngót nghét chừng ấy năm. Sinh hạ được hai đứa con trai. Thằng Quang năm nay mới 10 tuổi và đứa con trai út tên Quý năm nay vừa tròn 8 tuổi. Gia đình đang yên ấm hạnh phúc. Tuy cái nghèo còn trực trở bủa vây thì tai họa ập xuống. Ông Nam nhân một đêm mưa gió tối trời đã bỏ ba mẹ con bà cô độc trong một lần đi khai thác đá ở mái tận Hà Giang. Lúc đó, hai đứa con còn nheo nhóc lắm. Người ta kể với nhau, ông Nam xẻ đá không để ý nên bị đá đè, thịt xương dập nát cả. Bà Linh nghe tin tức tốc bán hết gà lợn, mà điên cuồng bắt xe lên bãi đá cách nhà mấy trăm cây số mà mang xác chồng về. Có lẽ thương cảm tới mức nào thì không ai rõ, nhưng tuyệt nhiên trong đám tang ông Nam, người ta không thấy bà Linh nhỏ một giọt nước mắt nào. Bà ôm di ảnh chồng mình mà thất thần,
im lìm quỳ gối suốt mấy ngày chịu tang. Không biết có phải do thương chồng quá mà bà không đành để ông nằm lạnh lẽo nơi nghĩa địa, mà chôn ông ở mảnh đất gia truyền ngay trước nhà, cạnh ngôi mộ của hai cụ thân sinh ra ông Nam, rồi ở vậy nuôi con không đi thêm bước nữa. Dù lúc đó bà đang thời xuân thì bà có rất nhiều mối dạm hỏi. Sau cái chết của ông Nam, mọi thứ chi tiêu lớn bé đều đổ lên vai bà Linh. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học càng làm bà phải nhai ra mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Lúc thì người ta thấy bà oằn lưng gánh quang bánh bèo ra lề đường mà ngồi bạc mặt mời chào, lúc lại thấy bà ngồi ven lộ với vài chậu cá tôm mới bắt còn nguyên mùi tanh của bùn. Làm lúa khó nhọc là vậy, nhưng hương lửa cho ông Nam và việc nuôi dạy hai đứa con là thằng Quang, thằng Quý thì bà nhất định không lúc nào lơ là. Âu cũng là cái phúc phận của bà. Hai đứa con càng lớn càng thông minh, khôi ngô và lại biết hiếu thuận với bà cũng là điều an ủi lớn lắm. Lâu lâu bà vẫn nghe người ta nói bên tai: mừng cho chị có hai đứa con ngoan, biết phụ mẹ còn học giỏi nữa. Ôi giời, tôi là tôi chỉ ước đẻ ra đứa con như thằng Quang nhà chị. Ai, chứ cái thằng nhà tôi thì phá gia trì tử lắm, học hành thì rốt nát, chỉ tài cái khoản điện tử là không ai bằng. Thôi, hai đứa nó thông minh, ráng mà nuôi nó nên người chị nhé. Bà Linh cũng coi đó là động lực cố gắng bươn chải, lo cho hai đứa lên người. Nhất là niềm hy vọng bà đặt hết cho thằng Quang. Quang học hành rất giỏi và mới 10 tuổi nó đã biết chu toàn việc nhà. Ngoài giờ lên lớp, Quang còn biết phụ mẹ việc vặt trong nhà như nấu nồi cơm, quét dọn nhà và dạy đứa em trai mới vào lớp 3 học bài. Dù nhà mình thuộc diện nghèo khó có tiếng ở vùng này, nhưng chưa bao giờ người ta thấy thằng bé một lời than vãn, và căn nhà của ba mẹ con luôn ngập tràn tiếng cười dù bữa đói nhiều hơn bữa no. Trách sao thói đời ăn ở bạc. Sau khi ông Nam qua đời, họ hàng bạc ác kiếm cớ đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà. Cực chẳng đã, bà Linh phải đưa hai con về quê ngoại làm một ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội. Gia cảnh cũng túng bấn lắm, bà Linh gom góp được độ hơn chục triệu mà mở cái sạp trái cây làm kế sinh nhai. Gọi là sạp trái cây cho nó sang, chứ thực ra là mấy miếng gỗ ọp ẹp bà Linh nhờ người đóng lại rồi chẳng luôn vào sau chiếc Honda đã han rỉ nước sơn. Kể ra cũng tiện, bà có thể đến hết các ngóc ngách của nội thành hoặc giải như trận tự có tuyết còi thì bà cũng nhanh chân mà chạy được. Ấy vậy mà càng ngày việc buôn bán càng ế ẩm. Nhiều hôm nay bà Linh đã cố tình ngồi cạnh một khu đông đúc, vậy mà chẳng có ma nào thèm ghé thăm. Bụng đói cật rét nhưng chẳng dám nổ máy về. Tiền học cho hai đứa như sợi dây thừng vô hình cứ níu chân bà lại giữa cái tiết trời giá rét này. Đó là một ngày cuối đông gió lạnh. Ông Khánh kết thúc ngày làm việc và chuẩn bị rời văn phòng về nhà thì nhớ ra vợ đã nhờ ông mua một cân táo. Vừa xuống đường, ông Khánh đã nhìn thấy một người phụ nữ trông có vẻ ốm yếu đang ngồi co ro ở cái sạp trái cây cùng tiếng loa rao bán ở bên vệ đường. Người đó chính là bà Linh. Do không có nhiều thời gian, ông Khánh bước nhanh sang con lôi và quyết định sẽ mua táo của xe trái cây này. Mặc dù bình thường, ông thường có thói quen mua sắm ở một siêu thị cách đây vài dãy nhà. Dù hàng ngày vẫn đi qua con đường này, nhưng chưa bao giờ ông Khánh chú ý tới sự hiện diện của người đàn bà này. Gương mặt bà không lộ ra vẻ khắc khổ, mà chỉ phảng phất nỗi buồn xa xăm, xen lẫn sự hiền lành. Bà ngồi yên lặng nhìn dòng người qua lại, thi thoảng thì trở dậy lau sạch những quả táo tươi đang bị nước bùn của chiếc xe nào đó lao nhanh tạt lên. Ông Khánh bước lại phía bà Linh gật đầu chào và hỏi về giá của một cân táo. Bà Linh mái tóc lấm tấm nước mưa, nhìn ông hiền vui vẻ và cất giọng run run đáp rằng: ông mua ủng hộ em đi, táo tươi lắm ông ạ. Mỗi cân táo em bán với giá 20.000 đồng thôi ông ạ. Nghe vậy ông Khánh ngay lập tức không hài lòng: ở siêu thị tôi hay mua chỉ bán có 18.000 một cân thôi, tại sao bà bán rong mà giá cao hơn nhiều như vậy? Nếu bà bán với giá 18.000 thì tôi sẽ mua 2 cân. Bà Linh xoa hai tay vào nhau thành thật trả lời: xin lỗi ông, em không thể bán với giá đó được.
Em có thể bán cho ông với giá 20.000 đồng. Em không thể hạ giá hơn được nữa. Đó là giá thấp nhất rồi. Ông mua cho em nhé. Ông Khánh đặt túi áo vừa mới cầm trên tay xuống rồi nói với bà Linh. Vậy thì thôi, tôi không mua nữa. Nói rồi ông Khánh bỏ người đàn bà nghèo trên tay vẫn cầm túi táo mà ông mới chọn nhanh chân dạo bước đi. Ông Khánh quyết định đi đến siêu thị mà ông vẫn thường mua, lựa chọn hai túi táo và tới quầy thanh toán tiền. Ông vô cùng ngạc nhiên khi được biết mỗi cân táo ở đây có giá 22.000 đồng. Ông Khánh ngạc nhiên hỏi người thu ngân. Tôi đã mua táo ở đây mấy năm rồi. Lần này tăng giá cao quá, cô có thể giảm giá cho khách hàng lâu năm như tôi không? Người thu ngân bắt đầu giải thích. Xin lỗi ông, nhưng đó là giá cố định, chúng tôi không chấp nhận mặc cả. Mong ông hiểu cho. Ông Khánh suy nghĩ một vài giây và đặt hai túi táo trở lại. Ông quay về quầy bán của người đàn bà nghèo ban nãy. Ngay lập tức bà Linh nhận ra ông, bà nói. Nếu em bán cho ông với giá 20.000 đồng, em sẽ chẳng kiếm được chút tiền lãi nào. Mong ông thông cảm. Ông mua giùm em nhé, sáng giờ em chưa bán được đồng nào. Ông Khánh nhìn người đàn bà đang co ro trong tấm áo bông sờn cũ dính nước mưa với ánh mắt thông cảm. Bà không phải lo về điều đó. Tôi sẽ trả bà 30.000 một cân. Bà bán cho tôi 2 cân nhé. Bà Linh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Bà cân cho ông Khánh 2 cân táo rồi nói. Em không thể lấy của ông 30.000 được. Nhưng em sẽ bán với giá 21.000 một cân. Em vô cùng biết ơn lòng tốt bụng và sự hào phóng của ông. Lúc này ánh mắt bà Linh thoáng buồn và giọng bà bỗng dưng trầm xuống. Bà nói. Chồng em không may thiệt mạng trong một lần đi xẻ đá. Chúng em không có người thân nào giúp đỡ cả. Em đã bán hết tất cả để lo ma chay cho ông ấy. Nhà còn hai đứa nhỏ đang đợi em về ông ạ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà Linh. Nước mưa còn lấm tấm vương trên khuôn mặt của bà. Nhìn bà Linh khắc khổ trong gió rét với đôi tay run rẩy vì lạnh cóng, ông Khánh dường như cảm nhận được tất cả những thăng trầm mà bà đã trải qua. Bà Linh nhanh tay chọn táo rồi mỉm cười tiếp lời. Tuy nhiên em không hề cảm thấy bất hạnh. Ít nhất em vẫn còn có thể đi bán trái cây để kiếm sống. Em trân trọng tất cả những gì mình đang có và sẽ không mãi đau khổ vì những điều đã qua ông ạ. Ông Khánh gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khâm phục sự lạc quan, mạnh mẽ và tốt bụng của người đàn bà nghèo này. Ông Khánh nhìn bà mấy giây rồi nói. Kể từ ngày mai, tôi sẽ chỉ mua táo của bà. Nói rồi, ông đưa thêm cho bà Linh sấp giấy bạc 500.000 và dặn dò. Bà cầm lấy số tiền này để mua thêm nhiều loại hoa quả khác nữa. Nếu bán đa dạng các loại hoa quả thì sẽ đông khách hơn. Bà cứ coi đây là số tiền tôi trả trước nhé. Bà Linh chối đầy đầy, nhưng ông Khánh đã nhanh chân dạo bước nhắm hướng dãy nhà cao tầng mà đi. Bà Linh cầm sấp tiền mà nghẹn ngào xúc động. Bà chỉ biết đứng nhìn theo bóng người khách lạ đến khi khuất hẳn, mà bà vẫn chôn chân tại chỗ mặc cho mưa phùn làm mái tóc ướt sũng. Cuộc tàu ngộ định mệnh đó làm cuộc đời bà Linh rẽ sang một hướng khác. Ông Khánh thương cảm cho phận đời của bà nên ghé ủng hộ thường xuyên. Vốn là chủ một công ty rất giàu có, ông Khánh vẫn nghĩ đầu óc mình đã nạp đủ kiến thức và cách nhìn đời sành sỏi. Cho tới buổi chiều định mệnh đó, chính bà Linh, người đàn bà nghèo với sạp trái cây, đã dạy cho một cách nhìn hoàn toàn mới lạ. Số là sau khi ký hợp đồng với khách hàng xong, vì công ty ở cách căn chung cư chỉ vài dãy nên nhà ông Khánh không bao giờ đi ô tô. Ông thường tản bộ để ngắm phố phường Hà Nội vào dịp cuối năm và cũng để thư giãn gân cốt sau một ngày làm việc căng thẳng. Theo thói quen mấy tuần gần đây, ông Khánh lại ghé sạp trái cây và ủng hộ bà Linh. Lần nào ông cũng trả đúng số tiền để mua, dù bà Linh nặng nặc không nhận. Theo thói quen thường lệ, bà vẫn chìa bọc tiền ra mà trả lại, nhưng ông Khánh vẫn chối đầy đầy. Đúng lúc đó một người ăn xin tiến lại, nhìn chằm chằm vào bọc tiền và bảo. Thưa ông bà,
Xin ông bà thương tình cho kẻ đói rách này. Tôi có một chuyện muốn thưa với ông bà, nhưng không biết có tiện không. Nếu ông bà có con nhỏ thì mới hiểu được điều tôi sắp nói. Bà Linh nhìn người An Xin tội nghiệp rồi hỏi: Có chuyện gì xin bà cứ nói, giúp được tôi sẵn sàng. Người An Xin mắt rưng rưng hai hàng lệ rồi tiếp lời: Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện. Nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy... Thế bác cần bao nhiêu? Bà Linh nhìn người An Xin rách rưới hỏi, lòng cảm thông thật sự. Sau khi nghe người An Xin đó kể hết sự việc, bà Linh liền rút phong bì đựng số tiền vừa định trả lại cho ông Khánh và trao hết cho người đó và thật tâm bảo: Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em mấy ngày đi. Số tiền này là của ông đây cho em. Em còn sức khỏe, con nhỏ thì em vẫn gánh gồng được bác ạ. Người An Xin đón bọc tiền đun giọng cảm ơn: Cảm ơn bà. Không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn bà đây. Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động bước ra hướng con lộ. Ông Khánh nhận ký trái cây, để lại tờ giấy bạc 100.000 rồi chau mày nhìn theo. Đoạn tò mò hỏi: Tôi hỏi khi không phải, sao chị không dùng số tiền đó mà lo cho bản thân và hai đứa con? Bà Linh cười xòa bảo: Em còn khỏe, còn lo được. Mình giúp người ta thì trời giúp mình bác ạ. Ông Khánh gật đầu rồi xin phép ra về. Ngày hôm sau, ngày bà Linh đang dọn hàng ra bán theo thường lệ, thì bóng ông Khánh đã thấp thoáng bên kia con lộ. Ông Khánh liền tiến tới bảo: Bà Linh ơi, bà có nhớ người An Xin mà hôm qua bà cho tiền không? Cái người mà kêu là có con nhỏ cấp cứu đó. Bà Linh đang sắp lại mớ trái cây, nghe tiếng ông Khánh hối hả thì liền hỏi lại: Có, em nhớ chứ. Nhưng mà có chuyện gì vậy ông? Ông Khánh nhìn bà Linh thở dài rồi bảo: Vậy thì tôi phải báo với bà tin này để bà tỏ rõ ngọn ngành. Người An Xin đó là một tay lừa đảo thật sự đấy. Công an mới tóm bà ta lên phường đấy bà ơi. Còn mụ đó chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả. Chỉ có bà là cả tin quá. Bà bị lừa rồi bà Linh ạ. Một thoáng im lặng trên nét mặt khắc khổ, bà Linh trong mày hỏi lại: Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không ông? Đúng vậy, tôi bảo đảm là như thế. Ông Khánh lên giọng quả quyết. Bà Linh kéo cao tấm áo bông màu cỏ úa, cũ mềm mà cười hiền bảo: Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà em được biết đấy. Ông Khánh chưng hửng tò mò hỏi: Ơ hay, bà này lạ ghê. Người ta lừa bà bao nhiêu tiền mà bà còn vui. Phải tôi á, có khi tôi mất ngủ vì ức cái trả đùa. Bà Linh nhìn ông Khánh rồi thùng thẳng đáp: Em thì nghĩ đơn giản là ông và em nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả ông ạ. Ông Khánh há hốc mồm. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường gây dựng được cơ ngơi ngày hôm nay, ông trải qua muôn ngàn thăng trầm sóng gió. Cứ nghĩ bao nhiêu thế thái nhân tình ông đều tỏ, ấy vậy mà người bán trái cây nghèo này lại dạy cho ông bài học làm người, bài học về sự lạc quan. Sau lần đó, ông Khánh nhìn bà Linh bằng con mắt thán phục lắm. Lại thấy thân cỏ lặn lội sớm hôm, bản thân cũng chỉ là người qua đường, cũng chẳng có cớ gì mà đưa tay giúp đỡ hoài. Nên buổi tối hôm đó, ông Khánh đem chuyện gặp gỡ bà Linh ra mà xốc lòng tâm sự với bà Toàn, vợ ông. Sau khi nghe tường tận ngọn ngành, bà Toàn nghi hoặc hỏi: Có thật như mình nói không? Làm gì mà có người nào tốt đến tận đấy? Thời buổi này, làm gì có ai mà không hoa mắt vì kiếm tiền đâu. Mình đừng để thiên hạ nó lừa gạt. Ông Khánh nhấp ngụm trà nóng đang tỏa khói nghi ngút mà cười hiền bảo: Bà không tin á, thì ngày mai theo tôi đi là rõ. Bà Toàn kéo cao tấm chăn đang trùm kín người rồi bảo: Được rồi, tôi tất có định liệu. Sẩm tối hôm sau, sau khi tiết trời còn mưa phùn rả rích,
bà toàn lục đục khép cửa rời khỏi nhà. Theo hình ảnh và vị trí của chồng mình đã chỉ sẵn, không khó để bà toàn nhận ra người đàn bà có gương mặt khắc khổ đang lúi húi dọn mớ trái cây còn sót lại. Bà toàn kéo cao tấm áo bông dày, tay che ô mà tiến lại giờ giọng cụt lún. Trái cây bán sao? Bà Linh đang buộc nốt cái bịch ni lông, trong đó là ít trái cây còn thừa. Nghe giọng bà Toàn thì mừng quá cười bảo. Dạ bà, còn một ít nữa mà nó dập. Bà lấy thì em để rẻ cho. Chỗ này còn một ký măng cụt. Em xin bà 35.000 thôi ạ. Bà Toàn nhìn đống trái cây rồi chép miệng bảo. 20.000. 20.000 thì tôi mua cho em. Mưa gió thế này cũng chẳng có ai ghé nữa đâu. Bà Linh hết nhìn đống trái cây, lại ngước mặt nhìn tiết trời đang vần vũ gió mưa, đặt một màu đen như hũ nút thì thở dài bảo. Vâng, thế để em gói cho bà. Bà Toàn gật đầu rồi móc trong ví ra tờ giấy bạc 500.000. Bà Linh nhìn tờ tiền ngán ngẩm bảo. Bà có tiền lẻ không? Tiền lớn quá, em dốc vốn cũng chẳng đủ trả. Bà Toàn cầm túi trái cây rồi thản nhiên đáp. Chị chỉ có tiền này thôi. Bà Linh loay hoay một hồi rồi bảo. Bà, hay là bà đợi em đi đổi nhé. Em quay lại liền ạ. Bà Toàn không đắn đo mà gật đầu liền. Bà Linh nổ máy chiếc Honda rồi lao vụt sang mấy tiệm nhằm đổi tiền lẻ. Bà Toàn cầm ô im lìm đứng đợi trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ. 30 phút trôi qua, bóng dáng bà Linh vẫn bật vô âm tín. Bà Toàn đã có những ý nghĩ tiêu cực. Thêm 3 phút nữa trôi qua cũng chẳng thấy gì. Bà Toàn thở dài chán nản bỏ về. Vừa vào nhà, bà Toàn rũ chiếc ô ướt đẫm nước mưa rồi nhìn chồng mà sợ giọng nhiếc móc. Đấy, cứ bảo là tốt cho lắm vào. Mới thử có tí mà thấy tiền là sáng mắt ra. Ông Khánh đang đọc báo, thấy vợ cáu bẩn thì hỏi dồn dập. Bà Toàn kể lại với thái độ bực dọc. Ông Khánh khẽ đẩy cặp kính cận rồi lẩm bẩm. Có lý nào lại như thế? Hay là bà về sớm quá? Bà Toàn gắt gỏng. Ông thích thì ra mà đợi. Tôi đợi cả tiếng rồi đấy. Tôi đã bảo ông bao lần rồi. Xã hội này ngoài người thân ra thì không tin ai được mà ông đâu có nghe. Ông mà cứ giữ cái thói tin người ấy thì có ngày á cái nhà này đội nón mà ra đường ở. Ông Khánh chậm ngâm không nói gì thêm, rồi sục vợ nhanh đi thay đồ kẻo ốm. Sáng hôm sau cũng không thấy bóng dáng người đàn bà nghèo đi bán hàng như thường lệ. Trong đầu ông Khánh là mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Cho đến 4 giờ chiều hôm đó, ông Khánh rời công ty sớm hơn thường lệ sau khi ký kết hợp đồng với một đối tác lớn. Theo thói quen thường lệ, ông vẫn ngoái đầu sang bên đường xem bà Linh hôm nay có đi bán hàng không. Đập vào mắt ông là một hình ảnh làm ông đứng sững lại mấy giây rồi quyết định bước hẳn sang bên đường. Thằng bé con áng chừng 10 tuổi co ro trong bộ áo mưa lớn hơn cả thân người, vai khoác cặp, tay cầm tấm bìa các tông có ghi rõ dòng chữ. Còn mẹ Linh trái cây, cần tìm người trả lại tiền. Trên tấm các tông vài nét chữ đã nhòe đi vì nước mưa hắt vào. Ông Khánh sửng sốt hỏi gấp. Cháu là con mẹ Linh bán trái cây hay đứng ở đây à? Thằng bé da xám ngắt vì lạnh, hai hàm răng va vào nhau lách cách run rẩy đáp. Vâng, cháu là Quang con mẹ Linh à. Mẹ cháu dặn đứng đây chờ người đàn bà trung niên rất xinh đẹp để trả lại tiền. Cháu đứng đây từ 2 giờ chiều bác ạ. Ông Khánh lắp bắp. Trả lại tiền. Thằng bé hồn nhiên đáp. Vâng, mẹ cháu bảo chờ để trả lại 480.000. Tối hôm trước mẹ cháu có cầm dư của bà ấy, nhưng lại không biết tên nên cháu ghi đại tấm bìa. Hy vọng bà ấy đọc được bác ạ. Ông Khánh thẳng thốt mấy giây rồi gấp gáp hỏi. Thế mẹ cháu đâu? Còn cháu lên đây thế nào? Không phải nhà cháu ở tít tận ngoại thành sao? Thằng Quang hồn nhiên hỏi. Sao bác biết nhà cháu ở ngoại thành? Ông Khánh xoa đầu thằng bé rồi bảo.
ta là bạn của mẹ cháu. Nét mặt thằng Quang khẽ xịu xuống, mắt nhìn xuống đất rồi lý nhí. Hôm đó mẹ cháu đi đổi tiền cho bà khách, vội vã quá nên bị xe tông. Mẹ cháu gãy chân bó bột ở nhà, xe kéo thì hư hết rồi. Mẹ cháu bảo cháu nhất định phải tìm bằng được bà khách ấy, vì mẹ cháu đã hẹn bà ấy là sẽ nhanh chóng trả lại tiền rồi. Còn cháu thì nhờ bác Hà trở lên đây. Bác Hà, bác ấy hành nghề tẩm quất rác hơi cũng ở quanh khu này ấy ông. Tí nữa bác Hà về, bác ấy chở cháu về bác ạ. Ông Khánh thấy cay cay nơi sống mũi, ông móc điện thoại bấm một dãy số. 5 phút sau bà Toàn vợ ông đã có mặt. Sau khi nghe tường tận sự việc, hai vợ chồng quyết định đợi lão Hà lát rồi cùng gấp rút đội mưa mau chóng mà về nhà bà Linh. Sau lần biến cố đó, bà Linh bị què hẳn một chân, việc đi lại có chiều khó khăn lắm. Ông Khánh cùng vợ là bà Toàn quyết định nhận bà Linh về làm giúp việc, nhằm giúp bà có thêm chi phí trang trải sinh hoạt và phụ thêm nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hôm ấy nhân dịp gần tất niên, nhà ông Khánh vốn là chỗ kinh doanh và quen biết rộng rãi nên quan khách đến tham dự có phần đông đảo lắm. Lễ tiệc diễn ra tưng bừng và mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Bà Toàn thoáng thấy bóng bà Linh thì vui mồm bảo: tối mai tiệc mới đông nên việc nhiều, em có thể về muộn hơn không? Bà Linh nhìn ra nền trời tối thăm thẳm, nén tiếng thở dài rồi rất nhanh nói lên nỗi lòng mình. Thưa được ạ, có điều em e là hai đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi, huống hồ gì là cuối năm bà ạ. Bà Toan gật đầu, cười rồi ân cần: vậy em hãy mang cháu đến cùng nhé, đừng có ngại, con em cũng như con anh chị mà. Đắn đo mãi, tối hôm sau bà Linh mới đưa hai đứa con đến. Trên đường đi, bà đã cẩn thận dặn hai đứa rằng: mẹ sẽ cho hai đứa đi ăn tiệc, nhưng mẹ bảo ngồi đâu thì ngồi im đấy. Đứa nào chạy nhảy làm loạn là về ăn đòn, biết chưa? Thằng Quang và thằng Quý tỏ vẻ háo hức và gật đầu kết rụp. Càng về tối, khách hứa đến mỗi lúc càng đông. Ai cũng lịch sự và ăn mặc sang trọng, thể hiện đúng khí chất giới thượng lưu. Căn biệt thự mới tậu của vợ chồng ông bà Khánh là một ngôi nhà rộng và tráng lệ. Nhiều người tham quan đi lại trò chuyện có chiều nhộn nhịp và râm ran lắm. Bà Linh đã tính trước chắc chắn công việc sẽ rất bận, không thường xuyên để mắt được đến hai đứa con nhếch nhác của mình. Bà sợ hình ảnh chúng nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Nên trên đường đi, bà đã tính toán lâu lắm. Cuối cùng bà cũng tìm ra được cách, đó là đưa hai đứa con của mình vào, ngồi trong phòng vệ sinh của chủ. Bà Linh chắc mẩm đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt hai miếng xúc xích mua vội ở quán hàng rong ven đường lúc nãy, bà Linh để vào chiếc đĩa sứ, cố lấy giọng vui vẻ nói với hai đứa con: đây là phòng dành riêng cho hai đứa đấy nha. Nào, tiệc đêm bắt đầu. Hai đứa cứ ngồi yên trong đó, đợi mẹ đón về, cấm có chạy nhảy lung tung nghe chưa? Thằng Quang dạ một tiếng rồi hứa sẽ trông nom em cẩn thận. Thằng Quý thì bé quá, nó cứ nhìn căn phòng dành cho nó thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương và âm ư hát tự mừng cho bản thân mình. Nó cứ nhìn cái bồn cầu bóng loáng, lại nhìn ánh đèn trên trần rồi vui vẻ bảo: nay ăn tiệc ở nhà hàng to thế mẹ nhỉ? Nào có tiền mẹ cho con đi ăn ở nhà hàng này tiếp nhé. Bà Linh nhìn thằng bé ngây thơ mà không kìm được nước mắt, dặn dò nhanh mấy câu rồi mau chóng xuống bếp làm chân chạy vặt. Tiệc đêm bắt đầu với tiếng nổ sâm panh lốp bốp, tiếng cụng ly leng keng, những chàng cười giòn, những cái bắt tay, của mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi thịt nướng đang tỏa mùi thơm ngào ngạt. Bà Toàn sau khi tiếp mấy bà bạn thì sực nhớ ra điều gì, nhanh chân tiến xuống bếp rồi hỏi gấp: Linh ơi, hai đứa nhỏ ở đâu em? Chị là chị nhớ thằng Quang lắm. Thằng nhỏ đã thông minh lại ngoan ngoãn nữa.
Chúng nó đâu rồi em? Còn thằng Quý nữa chứ? Bà Linh thoáng chút ngượng ngùng rồi trả lời ấp úng. Vâng, hai cháu nó mới chơi ở đây bà chủ ạ. À, chắc trẻ con Hiếu Đồng nó chạy đi đằng nào rồi. Em cũng bận làm nên không coi được hai cháu. Bà Toàn nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu giếm khó nói. Bà chỉ ậm ừ trong cổ họng rồi nhanh chóng trở ra ngoài và lặng lẽ đi tìm. Bà Toàn đảo mắt nhìn quanh thì không thấy đứa trẻ nào tham gia bữa tiệc tân gia này. Bà đứng tận ngần hồi lâu rồi trở vào phòng tính lấy thêm mớ áo lông thú vì tiết trời về đêm đã trở lạnh. Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra. Bà Toàn trong mày mở cửa và ngây người trong giây lát. Phút sững sờ đi qua, bà Toàn gấp gáp hỏi. Hai đứa sao lại ngồi ở đây làm gì? Hai đứa biết đây là chỗ nào không? Thằng Quang chưa kịp đáp lời thì thằng Quý đã hổ hởi cười bảo. Mẹ cháu bảo đây là phòng ông bà chủ nhà tốt bụng dành riêng cho anh em cháu dự tiệc đêm. Mẹ cháu bảo thế. Nhưng cháu muốn có ai cùng với anh em cháu ngồi đây cùng ăn cơ. Giá mà có thêm tí thịt ăn thì thích bà ạ. À, ông bà chủ tốt bụng, nhưng đồ ăn thì ít quá. Có mấy miếng xúc xích bà ạ. Bà Toàn thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra. Bà đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp. Hai đứa hãy đợi ta nhé. Rồi bà quay lại bàn tiệc nói với mọi người, hãy tự nhiên vui vẻ. Còn ông bà sẽ bận tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Đoạn bà kể qua sự tình cho ông Khánh. Hai vợ chồng nhìn nhau rưng rưng nước mắt rồi không nói năng gì. Ông Khánh để rất nhiều thức ăn trên cái đĩa to và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự. Thằng Quý mau chân lao ra mở cửa. Ông Khánh và bà Toàn bước vào cất giọng sang sảng. Nào, chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Ta là bồi bàn phục vụ hai quý khách đây. Này nha, có thịt bò nè, thịt cừu nè, đủ thứ thịt cho hai cháu nha. Hai anh em vui sướng lắm. Thế rồi bốn người gồm ông Khánh, bà Toàn và hai đứa trẻ ngồi xuống sàn, vừa ăn ngon lành, vừa chuyện trò giả dích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ. Tin ấy nhanh chóng đến tai quan khách. Mọi người cũng đã biết nên liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi bốn người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng. Thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ. Tất cả đều thật chân thành, ấm áp. Thời gian trôi qua đằng đẵng hơn 20 năm. Mọi thứ cũng xoay vần như con tàu định sẵn. Quảng lúc này đã trở thành một bác sĩ tài ba và là người rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh. Ông chủ năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của hai đứa bé như thế nào. Quang về làm việc cho một bệnh viện có tiếng ở thành phố Đà Nẵng và vẫn giữ liên lạc với ông bà Khánh thường xuyên. Quý cũng đã lấy vợ và sống chung cùng mẹ ở căn nhà 2 tầng khang trang trong một khuôn viên rộng mà chính tay anh trai mình mua để mẹ dưỡng già. Bà Linh năm nay cũng già yếu lắm rồi, mới gần 60 tuổi nhưng bệnh tật hành hạ đủ thứ. Lại thêm cái chân gãy năm nào cứ trở trời là đau đớn hành hạ, nên việc đi lại có chiều khó khăn lắm. Vợ của thằng Quý là con Trang. Con Trang hành nghề bán thịt lợn ở cái sạp ngoài khu chợ đầu mối, nên ăn nói không vào khuôn phép. Điều đó làm bà Linh phiền lòng lắm. Đã mấy lần bà ngồi xuống nhỏ nhẹ góp ý. Con ơi, lời nói chẳng mất tiền mua, con cứ lựa lời mà đối xử. Ai đáng tuổi bác thì chào bác, ai đáng tuổi em thì con gọi em. Mẹ thấy ai con cũng gọi trống không, người ta nghe người ta đánh giá mẹ đấy. Con chàng nghe vậy thì gạt phát mặt rằng: Ơ hay cái bà ấy, gọi sao chả là gọi. Thế à, bà có giỏi thì đi mà sống với lũ chúng nó đi, rồi mang cái lễ phép đấy mà nhét vào mồm. Con này chỉ dùi đục chấm mắm cái, không ở được thì biến, thế thôi. Bà Linh á khẩu không tin vào tai mình, liền sau đó quay sang nhìn con trai như cầu cứu.
Nhưng vốn dĩ thằng Quý lại có tính ham ăn lười làm, ngày nào cũng ngửa tay xin tiền vợ, nên trong nhà nó nào có tiếng nói. Thấy bà Linh nói thế thì cũng nín thinh không đáp. Bà Linh chán nản bỏ vào phòng, tiếng đứa con dâu cay nghiệt vẫn rỉa sói bên tai. Già rồi còn ấm ớ, lễ với chả nghĩa. Trách con này mà ngày vẫn vả cơm ba bữa đấy. Già rồi còn không chết đi cho vợ chồng con này hưởng ít tiền đám ma. Ở đây mà lắm điều. Bà Linh chán nản ngồi xuống chiếc giường gỗ mà thở dài thườn thượt. Đứa con dâu này ngay từ lúc thằng Quý đưa về ra mắt bà đã không ưng bụng. Số là ngay lần đầu tiên gặp mặt, bà Linh đã thấy con bé Trang lộ ra bao nhiêu cái phá tướng. Ấy là nhân trung phẳng, cằm nhọn, xương lông mày nhô ra như đàn ông. Đã vậy con bé lại có đôi lông mày rất đậm và ánh mắt dữ dằn. Các cụ vẫn bảo đó là tướng người độc địa, thường có tâm địa khó đoán, luôn ham tư lợi cho mình, và cả cuộc đời người này thường khắc chồng con. Bà Linh đã khuyên can mấy lần mà thằng Quý nào có nghe. Cực chẳng đã, bà đành chép miệng mà rước con Trang về cho thằng con trai thứ hai này. Và quả thực mọi thứ đúng như bà tiên đoán. Ở cái nhà này con Trang có tiếng nói quyết định vì nó làm ra tiền. Trừ những lúc Quang ở nhà thì con dâu của bà Linh là người làm chủ. Mọi việc lớn bé trong nhà đều phải qua nó. Thằng Quý tuyệt nhiên chẳng dám cãi lời. Quang vẫn đang trong quá trình làm việc cật lực. Những ca phẫu thuật, những cuộc hội họp, công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt. Lòng đầy nhớ thương nhưng chẳng về mà thăm bà Linh được nhiều nhặn. Dù tháng nào anh cũng dành tiền gửi đều đặn về cho bà. Bà Linh sống giữa muôn vàn kìm kẹp nên nhiều lần có biên thư cho người con trai lớn. Nhưng tuyệt nhiên những khúc mắc của mẹ chồng nàng dâu bà Linh đều giấu nhẹm đi. Chỉ vài dòng hỏi han động viên vì bà biết con trai bà cũng bận rộn lắm. Nhưng có lần trong thư bà Linh gửi có một dòng làm Quang đọc xong mà nước mắt lã chã. Con trai ơi, đã quên mẹ rồi sao? Rồi Quang nhanh chóng thu xếp mọi việc về quê thăm mẹ, lòng tràn ngập hân hoan. Mẹ con lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi khôn xiết. Thời gian Quang về thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay. Bà Linh xúc động sờ nắn bờ vai con mà rưng rưng hai hàng nước mắt. Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Quang ôm lấy người mẹ dường như héo mòn đi qua năm tháng mà nhòa lệ. Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm. Lần này con về, mang cho mẹ con vẹt xanh mua đắt tiền lắm. Con đã nuôi dặn nó lâu. Khi con đi xa, nó sẽ ở nhà bầu bạn với mẹ cho đỡ cô quạnh. Và mẹ cũng thấy con bên cạnh hàng ngày. Bà Linh gạt nước mắt bảo, con tốn tiền đến vậy thật không thỏa đáng. Mẹ chỉ muốn thấy con hàng ngày. Quang cười hiền bảo, mẹ hãy kiên tâm, đến khi con tích lũy đủ tiền sẽ đón mẹ đi cùng. Nói đoạn, Quang quay sang thằng em trai mình rồi căn vặn. Sao? Hai cô chú ở nhà có chăm sóc cho mẹ chu đáo như anh nói không đấy? Quý chưa kịp đáp lời thì Trang đã từ nhà dưới bê mâm cơm lên rồi cướp lời. Gớm, bác khéo lo. Mẹ ở nhà có chúng em thì tha hồ mà sung sướng. Mẹ nhé. Mụ đặt mâm cơm xuống bàn rồi giả giọng thương cảm. Cờ mà mẹ già rồi nên ăn uống khó tính lắm bác ạ. Đổi món liên tục nên tiền bác gửi về chả thấm vào đâu. Em phải xoay đố đường ấy chứ. Quang cười xòa rồi bảo, rồi rồi, lần này anh mang về 50 triệu phụ cô chú đây. Ở nhà ráng chăm sóc mẹ để anh yên tâm làm việc là anh được nhờ nắm rồi. Ở nhà được vài ngày, Quang ngậm ngùi chia tay bà Linh lên đường trở lại thành phố, lại lao vào làm ăn phấn đấu. Bà Linh ở nhà một bóng. Quang vừa khuất bóng trên chiếc xe đỏ, con Trang đã lao nhanh vào buồng mà dở giọng kể cả. Bà già, thế à, đợt này thằng con Quý tử của bà cho bà được bao nhiêu? Đưa đây tôi xem nào. Nói rồi, nó thỏ tay giật túi tiền mà bà Linh buộc bên cặp quần. Bà Linh yếu ớt giằng lại, luồn mồm bảo, Trang ơi, mẹ xin mày,
Đây là số tiền thằng Quang nó cho mẹ để mẹ mua thuốc. Mày lấy hết rồi thì mẹ lấy đâu ra tiền thuốc thang? Con chàng bực dọc đứng chống nạnh quát. Này nhé mụ già, mụ ăn cơm nhà tôi, mụ ở trong nhà tôi. Bao nhiêu năm nay tôi cắm đầu hầu hạ mụ, mụ còn không biết ơn. Mụ còn giấu hết của nải tuyệt đâu có cho con này được miếng nào. Đường ngay đây, không có tôi tống mụ ra đường đấy. Bà Linh yếu ớt gỉ lại, nhưng đứa con dâu trời đánh đã đè bà ra. Mụ đè cả thân hình hộ pháp của mình lên trên thân người mẹ chồng còm cõi, tay giật luôn cái túi vải có nhát tiền mà bà Linh luôn mang theo bên mình. Mụ ngồi đè cái thân thể nung núc mỡ, mặc kệ bà Linh kêu gào đau đớn mà liếm bọt đếm tiền, mồm cười ha hả nói. Đấy, những hơn chục triệu bạc mà bà giữ trong người làm gì? Chết có mang đi được đâu. Để đây, tôi giữ hộ cho nhé. Thế rồi đứa con dâu trời đánh bỏ mặc mẹ chồng nằm đau đớn sau khi lột sạch số tiền của bà. Bà Linh cứ sống lủi thủi trong căn nhà hai tầng cùng với đứa con dâu cay nghiệt đó. Bà càng cố chịu đựng cho nhà cửa êm ấm thì con Trang càng tỏ ra cay nghiệt. Đã bao nhiêu lần nó giục thằng Quý ép bà Linh biên thư cho Quang với nội dung kể lể bệnh tuổi già cần tiền lo liệu. Quang cũng đã đánh tiếng mấy lần tính đón mẹ vào Đà Nẵng để tiện bề chăm sóc, nhưng bà Linh nhất định không chịu đi, quyết tâm ở lại giữ mảnh đất Hương Hỏa vì ở đó còn bóng hình chồng bà. Bà Linh sau bao năm chợt sinh ra cái bệnh sợ ồn ào phố thị, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bà Linh muốn tìm nơi yên tĩnh lúc về già thì lại gặp người con dâu tệ bạc đến độ độc ác. Duy chỉ có điều ả ta khôn ngoan, ấy là chấp nhận nuôi bà Linh để làm cái mồi như để nhận tiền từ người con trai lớn. Là vì Quang tuy không giàu kích xù, lại bận bịu công việc, ít khi về thăm nhưng rất hiếu thảo, trụ cấp cho bà Linh đầy đủ không thiếu đồng nào. Nhất là mấy tháng nay nghe tin bà Linh đột bệnh ốm nặng không đi lại được, Quang lại đang có chuyến công tác dài ngày mãi bên New Zealand. Nhờ số tiền Quang gửi về, vợ chồng Linh đóng luôn cái sạp hàng mà ở nhà ăn chơi sung sướng. Nếu chỉ ở vậy ăn không ngày ba bữa thì cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng vợ chồng con Trang lại khổ vì cái nạn đánh cá độ, lô đề. Bao nhiêu tiền bạc Quang gửi về chu cấp và cho riêng bà Linh đều bị hai vợ chồng gã moi hết. Dần dà đồ đạc trong nhà cứ thế mà đội nón ra đi. Đến cả cái giường mà bà Linh hay nằm, vợ chồng con Trang cũng mang đi bán nốt, đẩy bà ra căn nhà kho vốn dùng để mấy dụng cụ làm vườn mà trải manh chiếu rách nằm co ro trong không gian chật hẹp và nóng như đổ lửa dưới tiết trời mùa hè hầm hập như thiêu đốt. Cả Trang và Quý đều giấu nhẹm việc đối xử tệ bạc với mẹ mình. Trước mặt hàng xóm lúc nào cũng than khổ hoặc giả bộ lo lắng cho người mẹ già tội nghiệp. Nhưng thầm tâm chúng chỉ mong bà Linh nhanh chết để hưởng trọn căn nhà hai tầng khang trang mà Quang đã xây cho bà trên mảnh đất Hương Hỏa. Sự ngược đãi của hai vợ chồng dành cho bà Linh lâu dần đã thành thói quen, khiến cho bà Linh chán nản chẳng thèm nhìn mặt. Bà thường cắn răng nuốt miếng cơm cháy đến nghẹn họng khi bên tai tiếng đứa con dâu ác độc luôn xỉa xói. Sao bà không chết quách đi cho rồi? Sống làm gì mà lâu thế không biết? Thằng Quý lâu dần cũng nhiễm cái thói của vợ. Ấy là nghiện cờ bạc và coi bà Linh như cái gai trong mắt. Nói đâu xa khi vợ gã mới bàn đến việc cho bà Linh ra ngoài nhà kho nằm. Vì bà bị bệnh liệt giường nên việc vệ sinh có chiều khó khăn lắm. Chứng kiến cảnh căn buồng nơi mẹ mình nằm lúc nào cũng bốc mùi khai, mùi thum thùm của cứt đái, lại nghe vợ thủ thỉ nên gã gật đầu. Chính gã không nói không rằng bế thốc bà Linh mà thả luôn xuống manh chiếu cói trong cái nhà cho rộng chừng 12 mét vuông, được lập tôn cực kỳ chật hẹp và bí bách. Chàng thì chẳng những hay mắng trời, mà mỗi lần mang cơm cho bà Linh, à còn thẳng tay đánh đập vì dạo trước có dịp đi xem bói. Lão thầy đã phán rằng bà Linh là nguyên nhân làm cho việc cờ bạc cá độ của ả thua đậm. Ả tin vào điều đó và mặc nhiên cho rằng mẹ chồng mình là nguyên nhân của sự túng bẫn trong nhà. Bao nhiêu điều uất ức chất chứa, bà Linh muốn nói ra nhưng không biết nói cùng ai.
bà chỉ biết nằm im lìm chờ đợi. Nhưng chuyến công tác của Quang nghe đâu kéo dài gần 8 tháng. Cực chẳng đã, bà cứ phải sống trong cái cũi là cái nhà kho nóng bức với đống nước tiểu. Phần người kèm theo những trận đòn roi và nhiếc móc của vợ chồng đứa con thứ. Bao nhiêu tiền bạc Quang gửi về, nào đến được tay bà. Mà có đến thì vợ chồng thằng Quý cũng lột sạch. Rồi chỉ mấy hôm sau lại ép bà biên một điện tín mà đánh sang cho Quang. Buổi sáng hôm ấy, sau khi hai vợ chồng xốc nách bà Linh ra ngoài giếng, mà lấy cái vòi bơm cao áp xịt lên người bà nhằm rửa trôi đi cứt đái dính bết suốt một tuần. Bà Linh đau đớn lắm, kêu lên khe khẽ. Còn chàng thấy thế thì gằn giọng. Bà kêu cái gì? Có cầm mồm để chúng tôi hầu hạ không? Sau khi tắm xong, thằng Quý kéo bà sành sạch vào căn nhà kho còn ẩm hơi nước mà ném xuống. Nó đẩy bát cơm gạo đỏ bốc mùi chua lòm mà quát. Ăn đi. Ăn xong thì viết lấy bức thư kiếm ít tiền cho thằng này trả lãi. Bà Linh đói quá, tay run run cầm lấy cái bát cơm, vốc lấy vốc để ăn. Hình như cơm thiêu quá nên bà nhăn mặt, gập bụng ói lấy ói mửa. Cơm thiêu và nước bọt bắn đầy ra người, làm con Trang giận tím mặt. Nó ném luôn cái khóa nhà kho đang cầm trên tay mà ngồi hẳn xuống, bóp luôn mớ cơm còn sót trong cái bát mà tọng vào họng người mẹ chồng còm cõi, miệng không ngừng chửi rủa. À, mày còn dám phung phí cơm canh à? Hốc đi, hốc cho bằng hết cho bà. Thằng Quý cũng phụ họa chửi đồng. Mẹ kiếp con già này, mới tắm cho mày xong, mày lại làm bận rồi. Thế rồi kẻ túm tóc giữ đầu, kẻ tọng cơm vào họng, làm bà Linh ho sặc sụa, giàn giụa nước mắt tưởng chết ngay lúc đó. Dùng hết hơi tàn gạt ra mà thở hồng hộc. Đoàn bà quay sang thằng con nghịch tử mà thều thào. Quý, Quý ơi, mẹ khát nước quá, mẹ nghẹn quá, cho mẹ miếng nước với con ơi. Thằng Quý thả mớ tóc rối nùi của mẹ mình mà gã đang túm trong tay ra, rồi trừng mắt bảo. Bà cũng biết xin tôi cửa. Bà đi mà gọi thằng Quang về nó lấy cho. Bây giờ bà sáng mắt ra chưa? Bao nhiêu năm trước ông bà Khánh cho bà bao nhiêu của nải trước khi bà về quê, bà trả dồn hết cho thằng Quang đi học. Còn thằng này thì được sơ múi gì? Giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, nó bỏ bà cho thằng này đấy. Sáng con mắt bà ra chưa? Bà Linh rưng rưng nước mắt đáp. Ôi con ơi là con, chính mày nghỉ ngang, chứ mẹ có bắt mày nghỉ học đâu. Mày nghỉ rồi mày đi theo cái lũ mất dạy đấy chứ. Anh mày nó học hành, nó xây căn nhà này. Khi mẹ chết đi thì là của chúng mày, chứ mẹ có mang đi được đâu. Thằng Quý nghe thế thì điên máu, giơ tay tát cho bà Linh mấy cái tuyết sập mặt mũi. Nó gào lên. À, thì ra bà lại đổ hết tội nợ cho thằng này đấy à? Còn Trang thấy thế thì giữ tay chồng mình lại mà giở giọng đều ra. Ấy chết, ông đánh thế để bà ấy chết à? Bà ấy chết rồi thì lấy đâu ra tiền mà gửi về? Cứ bảo bà ấy biên cho bức điện tín để gửi đi là xong. Đánh cái loại này con mà bẩn tay. Thằng Quý trở lên nhà rồi rất nhanh cầm giấy bút. Nó đập lên chiếc bàn gỗ nhỏ mấy cây xuống đất và rít lên. Bà bảo nó gửi tiền về. Gửi nhanh tôi còn đóng lãi. Căn nhà này thua bạc rồi, không đánh lãi nhanh á thì thằng Hà cô hồn nó xiết nợ. Lúc đấy á, gạo đó chẳng có mà hốc đâu. Bà Linh há hốc mồm rồi run rẩy bảo. Bao nhiêu tiền bạc của mẹ chúng mày lột sạch rồi. Quảng nó mới gửi tiền về chúng mày cũng lấy hết. Mẹ, mẹ không viết. Thằng Quý giơ tay tính vào cho mẹ mình mấy cái thì con Linh ngăn lại. Nó nháy mắt ra hiểu rồi ngồi xuống nhìn bà Linh lúc này còm cõi như ma đói mà bảo. Bà cứ từ từ mà suy nghĩ. Không viết thì cả lũ ra đường. Lúc đó mảnh đất chôn thay chồng bà sau nhà kia kìa cũng chẳng giữ được đâu.
Nói rồi hai đứa nghịch tử bảo nhau khóa cửa nhà kho, bỏ mặc bà Linh với cái bụng rỗng. Bà đã 3 ngày không ăn gì, với cái cổ họng khô ran vì khát nước. Nửa đêm hôm ấy, Quang đang chằn trọc trên giường ngủ, dù đôi mắt cay xè nhưng chẳng tài nào chợp mắt cho nổi. Không hiểu sao hôm nay trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cảm giác bất an làm Quang lo lắng chẳng thể ngủ nổi. Quang chồm dậy nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, tính xỏ dép ra ngoài ban công đốt điếu thuốc để vơi đi cái lo lắng cố hữu từ chập tối, thì bất ngờ Quang khựng lại, đưa mắt nhìn lom lom ra phía cửa phòng. Căn phòng nơi anh công tác có không gian khá rộng. Đoàn công tác gồm có anh và một vị bác sĩ năm nay còn khá trẻ tên Bắc. Không hiểu vì lý do gì mà gần 1 giờ sáng, Bắc còn đứng thù lù ở mép tường nhìn Quang chằm chằm, làm anh cũng giật mình thảng thốt. Giây phút giật mình đi qua, Quang đưa tay lên ngực thở mạnh rồi ra chiều trách móc. Thằng quỷ, đêm hôm không ngủ sáng còn làm việc, đứng đây làm gì? Thằng Bắc đứng nhìn Quang chằm chằm rồi không nói. Nó chậm rãi bước hẳn vào buồng khép cửa. Quang lấy làm lạ bèn lẩm bẩm. Quái lạ, thằng này bị sao vậy trời? Mọi ngày nó lắm mồm lắm cơ mà. Nghĩ rồi Quang nhanh chân bước xuống giường, tò mò tiến lại gõ cửa. Cánh cửa không chốt trong nên Quang tiến luôn vào. Đưa tay bật công tắc điện thì không lên. Quang đứng ngay cửa rồi định thần. Khi mắt đã quen với bóng tối và nhận ra Bác đang trùng chăn trên giường, Quang từ từ tiến lại thì thấy thằng đồng nghiệp hình như đang khóc. Cái chăn mỏng đắp kín đầu đang khẽ run lên từng chập. Quang đưa tay kéo tấm chăn mỏng để xem sự thể ra sao, thì bất ngờ giật mình gấp gáp bảo. Ôi trời ơi, sao mà lạnh cóng ra thế này bác ơi? Vẫn biết thời tiết New Zealand mấy hôm nay lạnh giá, nhưng lạnh đến mức như ngâm đá thế này thì quả thật kỳ lạ. Quang mong mải lay người đồng nghiệp dậy thì chỉ thấy Bắc càng khóc to hơn. Tiếng khóc nghe âm vang xa lạ, như vọng về từ chốn nào thăm thẳm, mà hình như là tiếng khóc của đàn bà. Quang kinh hãi buông tay, ngồi hẳn xuống đất rồi run giọng. Bắc, mày làm sao thế này? Sao lại lạnh cóng như thế này? Tiếng khóc đã ngừng hẳn. Bắc vẫn nằm nghiêng nhưng bất ngờ cất giọng đáp, thanh âm có chiều oán trách và thoát tục. Mẹ đói lắm, mẹ chết đói, chết rét rồi anh Quang ơi. Chúng nó bỏ mẹ chết rét ở nhà kho kia kìa anh Quang ơi. Quang kinh hãi run rẩy. Mày nói cái gì? Thằng Bắc khẽ chợp mình rồi lật ngửa người ra, cái cổ ngoẹo hẳn ra hướng Quang đang ngồi mà thều thào. Mẹ đây, mẹ của anh đây, mẹ chết rồi, mẹ chết được 2 tiếng rồi anh Quang ơi. Quang kinh hãi thét lên rồi lùi hẳn lại phía sau. Trên chiếc giường trải ga trắng tinh còn hắt ánh sáng leo lét của ngọn đèn ngủ trên đầu giường. Thân xác rõ ràng là của thằng Bắc, nhưng khuôn mặt sạm gầy, hai hốc mắt trũng sâu với cặp má tóp lại là của bà Linh. Quang hoảng hồn rú lên rồi giật mình nhận ra là một cơn ác mộng. Đầu đau như búa bổ, anh chau mày định thần nhìn lại. Hóa ra lúc nãy ra ban công hút thuốc rồi mệt mỏi trở vào bàn làm việc nghiên cứu đống tài liệu, Quang đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng thét của Quang làm người đồng nghiệp giật mình, chạy ngay ra bật sáng đèn trong phòng rồi hỏi dồn dập. Làm sao? Anh làm sao đấy anh Quang? Sao đêm hôm còn gào toáng lên thế hả? Toàn thân Quang ớn lạnh như người đi giữa mùa đông, chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng. Quang nhanh chóng kể hết giấc mộng cho người đồng nghiệp nghe, khuôn mặt vẫn lộ rõ nét hoảng hốt. Quang với tấm chăn mỏng đang rơi trên nền ghế sofa trùm lên người, mà ruột gan vẫn lạnh như ngâm nước. Đoạn quay sang nhìn Bắc mà lo lắng bảo. Chẳng lẽ mẹ anh có chuyện gì? Bắc đang ngồi cục đầu, nghe Quang nói thế thì bất giác lại cất lên tiếng khóc thảm não. Tiếng khóc ai oán hệt như trong giấc mộng
anh mới chạy qua làm Quang chôn chân tại chỗ. Bác khẽ ngẩng đầu nhìn Quang chòng chọc rồi nói cụt lủn: Mẹ chết rồi anh Quang à, mẹ đói và rét lắm, anh về ngay mà cúng cơm cho mẹ đi, mẹ chết được 2 tiếng rồi. Quang kinh hãi rụng rời, điên cuồng lao ra ngoài cửa, gọi nhanh một chuyến taxi rồi phóng vụt về phía trường, đặt chuyến bay sớm nhất trở về Việt Nam. Một tiếng chờ đợi với Quang dài như vô tận. Tiếng điện thoại vang lên hối hả. Đầu dây bên kia là tiếng ông giám đốc bệnh viện vọng ra: Cháu thu xếp về ngay, người nhà cháu mới báo tin mẹ cháu mất rồi. Trở lại mấy hôm trước, sau khi khóa trái căn nhà kho nhằm ép bà Linh biên thư xin xỏ tiền, hai vợ chồng thằng Quý lại lao đi đánh bạc. Hôm ấy run rủi thế nào chúng nó trúng đậm, nên rủ nhau đi nhậu nhẹt mãi đến tận hơn nửa đêm mới trở về nhà. Hai vợ chồng mặc kệ bà Linh như thói quen mà đóng cửa đi ngủ luôn. 3 giờ đêm hôm ấy, con Trang trở dậy thấy cổ họng mình đắng chát vì chầu rượu đêm qua, nên lục tục mò xuống nhà dưới tính uống nước. Cốc nước chưa vơi quá nửa cổ họng thì bất ngờ bên ngoài cửa sổ, ven hồng nhà có tiếng ho sụ sụ phát ra. Con Trang trong mày bỏ cốc nước xuống bàn, rồi mon men tiến ra ngoài cửa sổ, hé hé mắt nhìn. Căn nhà 2 tầng có lối đi nhỏ, cỡ nửa cái chiếu bên hông dẫn ra thẳng nhà kho, rạt một màu tối đen như mực. À với tay bật sáng ngọn đèn tròn ở lối đi bên hông thì chẳng thấy một ai. Mệt mỏi vì hơi rượu kèm theo cơn buồn ngủ kéo sập mí mắt, nên à tắt điện tính trở lên lầu. Chưa đi đến chân cầu thang thì tiếng ho sụ sụ lại phát lên. Lúc này là ở ngay cửa chính. À giật mình ngoái đầu nhìn ra ô cửa kính thì chẳng thấy có một ai. Đứng thất thần một lúc, à lẩm bẩm: Chả nhẽ mình ngái ngủ nên nghe nhầm. Nói rồi nhanh tay với công tắc ở chân cầu thang. Khi ánh đèn vừa tắt thì từ khoảng vườn nhà bà lại hàng xóm cách căn nhà chỉ một lối đi và cái hàng rào gỗ nhỏ. Còn chó mực bà lại hết sức cưng chiều mà à đã quá quen mặt, đang gào lên những thanh âm khản đục. Rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục, nghe rin rít, làm mà bất giác giật mình. Dù tiết trời tháng 5 đang nóng hầm hập, bất kể đêm hay ngày, nhưng gai ốc vẫn dựng hết lên. Con chó lại chu lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn, lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt bên ngoài. Ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. À điếng hồn với tay bật sáng ngọn đèn rồi hỏi lớn: Ai? Ai ở ngoài đó đấy? Một không khí im lìm, đáp lại tiếng ả chỉ là tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi trên mái và tiếng gió khẽ rít lên từ mấy khe hở bên cửa sổ, vì cơn mưa đã ập đến lúc nào. À hoảng hồn rồi từ từ tiến ra cửa, mở tung cánh cửa kính ra thì chẳng có ai ở đó. Nước mưa hắt vào làm ả nhanh chóng khép chặt cửa lại rồi lẩm bẩm: Chắc mình tưởng tượng ra thôi, đúng là thần hồn nát thần tính. Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một. Sau đó là một tràng âm thanh xì xào như có người đứng trước cửa nhà trò chuyện. Tiếng con chó lại chu lên từng tràng man dài. Người ta bảo chó chu là con ma đang lợn vợn quanh đây. À bất giác nhớ đến điều đó, toàn thân dựng hết gai ốc. À lùi lại mấy bước kinh hồn táng đảm, cầm chặt bức tượng Phật ở chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ, mồm liên hồi niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phía trước nhà lại vọng ra tiếng ho sụ sụ và tiếng chân người. À thầm nghĩ hay là nhà có trộm lẻn vào. Thu hết can đảm, à tiến ra mở toang cánh cửa kính còn loang loáng nước mưa. Cửa vừa kéo ra, à hãi hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước. Trên khoảng sân nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ à đứng chỉ khoảng chục bước chân, chờ chọi một cây xoài với tàn lá phủ kín. Một người đàn bà đứng khom khom dưới gốc cây,
tay cầm vật gì như cái bát kiểu lớn đang chòng chọc nhìn thẳng vào ả. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm tối trời lại bị nước mưa hắt như tát vào mặt. Mái tóc người đàn bà đó lại xóa ra phủ kín nên ả không thể nào nhìn rõ dung nhan. Da dẻ trắng bợt như ngâm nước lâu ngày. Trên tay người đàn bà quả nhiên là cái bát sứt mẻ, hệt như cái bát mà ả dùng để đựng cơm thừa cho mẹ chồng mình ở nhà kho. Người đàn bà đứng im lìm mấy giây rồi lầm lũi tiến bước khuất dạng về bên hông nhà. Ả đứng chết chân ở đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà hàng xóm cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường. Một tiếng động nhỏ cũng làm ả cảm thấy lạnh hết sống lưng. Ả run như cầy sấy rồi phóng vào khép chặt cửa. Ba chân bốn cẳng lao nhanh lên phòng ngủ trên tầng. Sau khi đóng sầm cửa phòng, ả kinh hãi lao nhanh lên giường, toàn thân đổ mồ hôi hột. Ả run rẩy lay vai chồng mình rồi hối thúc. Dậy, dậy ông ơi, nhà mình có trộm đấy. Thằng Quý đang ngủ say bị tiếng đánh thức làm cho giật mình. Gã nhíu mày đưa tay lên mặt nhằm che đi ánh sáng hắt vào mặt của ngọn đèn trên trần mà vợ mình mới bật. Mấy giây định thần, gã mới cất giọng lè nhẹ. Làm cái gì thế hở? Nửa đêm nửa hôm đèn đóm sáng trưng thế kìa. À lắp bắp nhắc lại câu nói vừa xong. Thằng Quý ngồi hẳn dậy, mặt nhìn chằm chằm ra cửa, rồi hỏi giật giọng. Trộm? Có thật không? Hay bà nhìn gà hóa quốc đấy? À cáu bẩn gắt lên. Rõ ràng là hai lần tôi nghe thấy, còn tận mắt chứng kiến nó đi lại trong sân mà. Mỗi lần nó xuất hiện là con chó nhà bà lại nó cứ rú lên. Nó cầm cái bát rất giống của bà già lắm. Hay là bà già nửa đêm mò ra ngoài? Thằng Quý chỉ chuồng chìa khóa còn đặt ở chiếc bàn nhỏ kê ngay đầu giường rồi bảo. Khóa vẫn ở đây. Bà già ra ngoài bằng cách nào? Rủi con là ma thì may ra. Tiếng ma mà thằng Quý vừa gằn lên làm mụ kinh hãi mấy phần. Chưa kịp lên tiếng cái thì tiếng chó nhà hàng xóm lại một lần nữa chu lên thảm thiết. À xanh nét mặt mày nhìn ra ngoài rồi lắp bắp. Đấy, nó lại xuất hiện đấy. Con chó lại gào ầm lên kia kìa. Thằng Quý nghi hoặc bước hẳn xuống giường. Gã rút ra trong gầm giường cái tuyếp sắt dùng để phòng đêm. Nhà có trộm rồi hất hàm bảo. Đi, tôi với bà đi xem thằng bố con mẹ nào đêm hôm dám mò vào nhà này. Nói rồi gã hùng hổ bước ra ngoài. À không dám ở một mình nên cũng cắn răng lao theo. Mưa đã ngừng rơi từ bao giờ. Bầu trời chỉ còn một mùi ẩm sộc lên, lại lờ mờ ánh trăng. Hai vợ chồng bật hết đèn đóm rồi xăm xăm đi tra xét khuôn viên. Tuyệt nhiên chẳng có hồn ma bóng quế nào cả. Dù vậy, ả vẫn khăng khăng là có người trong nhà này. Mệt mỏi, gã chống tay rồi căn vặn. Có người? Thế rồi nó đâu? Tôi với bà đã tra hết được còn gì. Cửa nhà kho vẫn đóng im im. Bà đừng nói là bà già mò ra rồi lại tự khóa rồi biến vào trong nhé. Hai vợ chồng đứng trên thềm nhà. À nhìn chồng mình rồi hỏi nhỏ. Rõ ràng tôi thấy mà. Mà sao hôm nay tôi thấy nó lạ lắm ông ạ? Ông có tin là có ma không? Gã giật mình, ớ người, rồi cười một tràng dài. Giọng giễu cợt mặt rằng. Ôi bà Trang ơi là bà Trang. Bà ham xin lộc thánh để tính số đề quá, nên nhìn đâu cũng ra ma à. Thời buổi này lấy đâu ra ma mà hiện hồn về cho bà thấy? Rồi con ma nó hình dáng ra sao? Nó hiện về ở chỗ nào? Thôi đi ngủ. Nửa đêm nửa hôm còn đứng đây mà ma với chả mãnh. À bực mình kéo tay chồng mình ra mảnh đất trước nhà. À chỉ vào đám đất mềm đi vì cơn mưa mới ập đến lúc nãy mà bảo. Nó đứng đây này. Đây ông xem, một người đàn bà đứng ngay đây nhìn tôi chằm chằm. Tay nó cầm cái bát sứt hệt như ăn xin. Tôi hỏi ông, có ai nửa đêm mưa gió còn đi lang thang không? Rồi nó còn từ từ đi về hông nhà. Tôi sợ quá nên chết đứng mới lao lên gọi ông đấy. Thằng Quý nhìn mấy dấu chân còn mờ mờ trên nền đất. Cơn mưa lúc nãy không rửa trôi được
thì kinh hãi á khẩu nhưng vẫn chống chế. Tôi thì tôi chả tin là có ma. Có thể ai đó đi tìm nhà người quen rồi nhầm nhà, lại nhận ra chủ nhà không phải người họ cần tìm nên lặng lặng ra đi. Hoặc giả như bà nhìn gà hóa cuốc. Thôi, đi ngủ nhanh lên, tôi mệt lắm rồi đấy. Không để cho ả lên tiếng phân bua, gã tiến nhanh vào trong nhà. Cực chẳng đã, ả cũng bặm môi mà tiến theo. Vừa vào tới nhà thì hai vợ chồng cùng á khẩu, há hốc mồm mà tái xanh mặt mày. Chiếc tuyếp sắt trên tay gã rơi xuống, cái nền nhà phát ra âm thanh đến chói óc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn neon trên tường hắt xuống, trên nền nhà chi chít dấu chân người còn lấm lem bùn đất. Thằng Quý mặt sáng quét quay sang nhìn ả chằm chằm, rồi tiến lại chỗ dấu chân chi chít đứng một hồi lâu lắm. Nó đưa tay quẹt đám đất bùn rồi sợ hãi quay ra bảo: rõ ràng tôi với bà vừa mới ra ngoài có mấy vòng, lúc ra tôi đã cẩn thận khép kín cửa, sao lại có dấu chân người? Ai đã vào đây? Vết bùn này sao lại giống ở cửa nhà kho thế? À rụng rời đáp: hay là nó nhân lúc chúng ta ra ngoài rồi lẹn vô? Thằng Quý lắc đầu khẳng định: làm sao mà lẹn vô được? Nó vào chẳng nhẽ không kéo then cửa xuống? Rõ ràng cái then còn nằm im như cũ, tôi mới kéo xuống mà. À lùi sát chồng rồi buông ra một câu vô hồn: là ma, ma nó làm chứ không phải người. Tôi đã nói thì ông không tin. Gã đang nghi hoặc thì bên ngoài cửa sổ, con chó mực lại gào lên từng tràng ai oán. Tiếng chu từng chập kèm theo tiếng cào rin rít vào hàng rào, làm cả hai vợ chồng bất giác quay ra cái cửa sổ bên hông nhà, giáp với nhau nhà bà Lại, mà nhìn chằm chằm. Bất ngờ, ả kêu thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã nhào xuống đất. Dưới cái ánh sáng của trăng thượng tuần đang hắt xuống, trên tầng không, một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống căn nhà và bên ngoài cửa sổ. Từ lúc nào đã có một thân ảnh đứng im lìm ở đó. Người đàn bà hai mắt đỏ long sòng sọc, tóc tai dính bết vào hai mang tai, gò má hóp sâu như người thiếu ăn, đang nhìn chòng chọc vào trong nhà. Hai bàn tay gầy trơ xương đang cầm khư khư cái bát xích. Người đàn bà đó toàn thân ướt sũng vì mưa gió. Hai bàn tay khẽ đưa cái bát ra trước mặt. Từ cổ họng cất lên tiếng ho rút cổ, kèm theo một tràng thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm: con ơi, cho mẹ miếng cơm, mẹ đói lắm. Nói rồi cái thân ảnh mờ mịt đó từ từ bước dần về phía hông nhà mất dạng. Mấy giây sau ba hồn bảy vía mới hoàn hồn. Gã điên cuồng lao về phía cửa rồi ngoái đầu bảo ả, lúc này đang nhũn như con chi chi mà gấp gáp: nhanh, nhanh lên, là người hay là ma cũng phải tìm hiểu bằng được. Tiền sử cha nó dám lẻn vào nhà ông thì ông cho mày như đòn. À hoảng hồn gật đầu, rồi cả hai lao nhanh ra mở tung cánh cửa. Ánh đèn bên hông nhà chớp tắt liên hồi. Cả hai cầm chắc cây tuyếp sắt trong tay, dò dẫm tiến về phía nhà kho. Cái lạnh như sập vào từng đợt, làm người hai vợ chồng hắt hơi liền mấy cái. Gần tới cái nhà kho thì bất ngờ một tiếng cười lanh lảnh dội vào bên tai, và tiếng rin rít như có ai đang cào móng tay vào miếng tôn. Tiếng cào đó phát ra từ chỗ bà Linh nằm, tức là cách vợ chồng gã có mấy bước chân, ngay bên trong nhà kho. Gã hoàn hồn mấy phần rồi quay sang bảo vợ: đấy, bà già còn ở trong đó đi thầy, không tin thì để tôi mở luôn cửa cho mà coi. Ả run rẩy gật đầu. Gã đưa cho ả cây tuyếp sắt rồi thọc tay vào túi, mở nhanh cái ổ khóa đồng to bản. Cánh cửa vừa mở ra thì một mùi hôi hám ẩm mốc xộc thẳng vào. Hai đứa nghịch tử với tay bật công tắc, rồi cùng rú lên một tràng thảm thiết. Dưới ánh sáng của ngọn đèn tròn, trên cái chiếu cói đã mốc xanh mốc đỏ, bà Linh nằm im, đầu ngẹo ra cửa, mồm há ra, tay ôm chặt bụng, hàm răng nhe ra chảy ít dịch dãi đã đọng đầy nơi khóe miệng, hai mắt trắng dã mở trừng trừng như uất hận. Chứng kiến thảm cảnh đó, hai đứa nghịch tử đều tim đập chân run, đùn đẩy nhau mãi
gã mới thu hết can đảm tiến lại, đưa tay lên mũi và xác định là mẹ mình đã chết. Bà Linh chết đói chết rét trên cái manh chiếu cói và căn nhà kho cực kỳ chật hẹp, kết thúc một cõi trần thế bi ai. Đám tang của bà Linh nhanh chóng được người ta chuẩn bị. Thằng Quý cũng đã điện tín cho cơ quan của anh mình để báo tin dữ về cái chết của bà Linh. Vợ gã đã cẩn thận dặn dò là đừng quên báo luôn cho vợ chồng ông bà Khánh giàu có để kiếm chắc thêm ít tiền phúng điếu. Vì Quang chưa về kịp nên tang lễ cứ thế cử hành luôn. 12 giờ trưa hôm ấy, lúc lễ khâm liệm đang chuẩn bị diễn ra, còn chàng mặc áo sô trắng, đầu chít khăn tang đang giả vờ lau mấy giọt nước mắt. Thằng Quý chống gậy bên cạnh án hương, đầu gập lê lịa theo mỗi tuần nhang của quan khách, thì bất ngờ bà Toàn tiến lại gần, trên tay là một nén nhang đang tỏa khói mờ đục. Vốn chẳng xa lạ gì gia đình bà Toàn, lại biết bà Toàn là người giàu sang, nên con Trang cố tình gào khóc thảm não hơn để mong bà Toàn thấy thương mà đi cái phong bì cho nó nặng. Đang gập đầu giả bộ khóc lóc thì con Trang giật mình vì nhận ra bản chân bà Toàn đang đứng trước mặt mình thay vì lên thắp nhang ở án hương. Con Trang sụt sùi ngẩng đầu dậy, trong màn hương khói mờ mờ ảo ảo, thân xác bà Toàn đứng đó im lìm, nhưng gương mặt khô quắt như ma đói lại là của bà Linh. À, kinh hãi á khẩu không nói thành lời. Bà Toàn, không, đúng ra là hồn ma bà Linh đang nhập vào. Tay cầm nén nhang nhìn đứa con dâu chòng chọc rồi dở giọng oán trách. Tiền sư nhà chị, mẹ sống thì cho ăn cơm thiêu, giờ mẹ chết thì cơm canh lắm thế. Mẹ chết rồi mẹ có hưởng được đâu, sao lúc mẹ sống mày không cho mẹ ăn hả con? Mẹ đói lắm con ơi. Nói rồi bà Toàn khẽ rùng mình một cái, rồi chậm chậm tiến lên thắp cho bà Linh một tuần nhang tiễn biệt, bỏ lại con Trang đang chôn chân tại chỗ. À cứ ú ớ mấy cái nhìn theo cái bóng bà Toàn, rồi ngã lăn ra đất. Quan khách thấy vậy, nghĩ à ta thương mẹ chồng đến lao lực, nên kiệt sức bèn hò nhau bế thốc mụ vào phòng, rồi xoa dầu đánh gió. Bà Linh vốn là người sống chan hòa, nên khách đến viếng có chiều đông đảo lắm. Thành thử người ta bỏ mặc con Trang đang lịm đi trong buồng mà nhanh chân lao ra phụ giúp gia chủ. Mất một lúc lâu sau con Trang mới hoàn hồn hồi tỉnh. À đang tính trở ra ngoài để diễn trọn cái vai dâu thảo, thì bất ngờ chẳng âm thanh lanh canh như tiếng ai đang gõ bát dội vào tai. Kỳ lạ là nó át hết tiếng kẻ đám ma và tiếng ồn ào ngoài sân. À run rẩy co rúm lại, mắt chăm chăm nhìn ra cửa căn buồng. Tấm mảnh che như có một sức mạnh vô hình từ từ vén ra, liền sau đó là bà Linh trong bộ quần áo dính vết bùn lầy ở nền nhà kho đã đứng sẵn từ bao giờ. Bà giơ đôi tay trơ xương đang cầm cái bát ăn cơm mà đưa ra trước mặt, đoạn lẩm bẩm: "Con ơi, lấy cho mẹ bát cơm bát nước, không mẹ vật chết cha chúng mày giờ." Sau khi Quang trở về làm lễ an táng cho bà Linh xong xuôi, lúc hai anh em ngồi lại ở cái bàn uống nước trước di ảnh của mẹ mình, Quang mệt mỏi đưa đôi mắt thâm quầng nhìn em trai mình và bảo: "Anh là thằng bất hiếu. Bao nhiêu năm nay anh cứ lao vào vòng xoáy kim tiền, những tưởng công thành danh toại, những khoản tiền gửi về làm cho mẹ yên tâm an hưởng tuổi già. Nhưng anh sai rồi. Mẹ già cần nhất lúc xế chiều có con cái ở bên em ạ. Anh có lỗi. Anh là thằng bất hiếu." Quang nhìn di ảnh bà Linh trong bức hình trắng đen mà quỳ xuống xin lỗi mẹ mình. Gã thấy anh mình như thế thì cũng giả bộ đau khổ: "Chúng em ở nhà cũng hết lòng với mẹ. Vợ em đã thức đêm lo cho mẹ nhiều, nên giờ phát điên cứ tỉnh tỉnh mê mê kìa. Em..." Tiếng nói chưa kịp cất ra thì tiếng con vẹt đã cất lên the thé. Con vẹt này là món quà mà Quang đã tặng cho mình dạo trước, sau khi nhốt bà Linh vào nhà kho. Tiếc con vẹt quý nên hai vợ chồng gã vẫn để nó ở trong nhà.
con vẹt lúc này đang sủ lông gần cổ mà gào: "Tiên sư mày bỏ đói mẹ, nhốt mẹ ở nhà kho để mẹ chết đói. Tiên sư mày bỏ đói mẹ, nhốt mẹ ở nhà kho để mẹ chết đói." Kèm theo đó là tiếng lanh canh như tiếng ai gõ bát vọng vào tai gã rõ một một. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện đến cái kết này chắc hẳn sẽ nhiều người đặt ra một câu hỏi rằng là: thế rồi thằng Quý và con Linh, hai vợ chồng đứa bất hiếu này sẽ phải nhận một cái kết như thế nào? Tại sao tác giả không viết nốt? Nhưng quý vị mà đón nghe nhiều các câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh thì quý vị sẽ thấy một điều rằng Mạnh Ninh thường để một cái kết mở. Và cái kết nó như thế nào thì tự chúng ta sẽ hiểu, tự chúng ta sẽ cho ra một cái kết với bản thân mình. Với bản thân Thuận thì chắc hẳn Thuận biết được nè, sau khi cái tiếng con vẹt nó nói lên như thế thì tất cả mọi người, ngay cả Quang cộng thêm cả giấc mơ Quang gặp khi còn đang ở bên New Zealand nữa, chắc chắn anh đã hiểu rõ ngọn ngành ra câu chuyện và hiểu được lý do tại sao mẹ mình lại chết một cách đột ngột như thế. Và chắc hẳn rằng Quý và Linh sẽ nhận một cái kết thích đáng cho hai đứa con bất hiếu. Và thực sự những câu chuyện về tình cha tình mẹ nó luôn luôn là một đề tài cũ nhưng không bao giờ nó bị cũ. Tức là nội dung của nó, ý tưởng thì có thể là cũ đó, nhưng nó luôn luôn làm mới cảm xúc của người nghe. Với bản thân Thuận thì khi đọc những câu chuyện liên quan tới cha mẹ, tới gia đình, thực sự nó luôn luôn chạm vào trái tim của mình. Và câu chuyện này cũng vậy, đặc biệt là khúc đầu câu chuyện khi bản Linh này còn trẻ, chồng mất và một mình gánh vác nuôi con, nhưng bà ấy sống rất là nhân đức nhân từ. Nhưng thật khổ cho một đời người phụ nữ nhân từ lại gặp phải ngay một cái đứa con quá tàn nhẫn, nó đã để cho bà ấy chết một cách đau đớn như vậy. Thật ra ở đời cũng không thiếu những hoàn cảnh như thế này quý vị ạ. Thực sự cái hình ảnh, cái đọc cái câu chuyện này thì cái hình ảnh ấy nó lại xuất hiện trong đầu Thuận và khiến cho Thuận cảm thấy là wow, trên đời tại sao lại có những con người họ tàn nhẫn, họ độc ác đến như thế. Họ có thể đối xử với người sinh ra mình, người nuôi dưỡng mình một cách nhẫn tâm đến như vậy. Và chắc chắn rằng những cái kẻ đó, tương lai của họ cũng sẽ lặp lại mà thôi. Thuận tin một điều này như thế. Họ không gặp điều này thì họ cũng sẽ gặp điều khác. Nhân quả báo ứng sẽ không chừa bất cứ một ai, đặc biệt với cái tội bất hiếu. Và tại sao Thuận cứ nói nhiều? Bởi vì cứ cái gì liên quan tới cha mẹ, tới gia đình, nó luôn luôn là một cái chủ đề mà Thuận vừa yêu mến và Thuận lại cũng vừa muốn nói rất là nhiều về nó, để mỗi một lần chúng ta nghe và đọc xong một cái câu chuyện nào đó, chúng ta sẽ tự đúc kết ra một cái suy ngẫm nào đó cho bản thân mình. Thế là tất cả những gì Thuận muốn nói trong câu chuyện này. Còn bây giờ Thuận xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và chúc cho quý vị ngủ thật ngon nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm lúc 21 giờ quý vị nhé.